14 năm tù cho hai đối tượng tuyên truyền chống nhà nước. Ngày 28 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt các bị cáo Huỳnh Minh Tâm, 41 tuổi, ngụ tại ấp 2, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, 9 năm tù giam, Huỳnh Thị Tố Nga, 36 tuổi, ngụ tại ấp 3, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, 5 năm tù giam về tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo cáo trạng, Huỳnh Minh Tâm và Huỳnh Thị Tố Nga là hai anh em ruột. Cả hai đã liên hệ với một số đối tượng trong và ngoài nước để viết và đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, kích động chống đối chính quyền trên mạng xã hội Facebook. Từ tháng 5 năm 2016 đến tháng 1 năm 2019, Tâm sử dụng hai tài khoản Facebook Huỳnh Trí Tâm và Huỳnh Tâm chia sẻ, viết và đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, chửi bới, bôi nhọ chế độ. Kêu gọi những người kết bạn với Tâm trên Facebook tham gia nhóm kín Đảng Cộng Hòa để biểu tình kích động lật đổ chế độ nhà nước Cộng Hòa xã chủ nghĩa Việt Nam. Đối với Huỳnh Thị Tố Nga, từ cuối năm 2017, sử dụng hai tài khoản Facebook của mình là Celena Zen và Diệu Hoàng thường xuyên đăng tải các bài viết có nội dung xuyên tạc tình hình trong nước, phỉ báng chế độ, bóp méo, xuyên tạc lịch sử dân tộc, bồi nhọ, nói xấu lãnh đạo đảng, nhà nước. Đối tượng Nga cũng tham gia biểu tình trái phép và đăng tải gần 50 bài viết đề cập nhiều chủ đề khác nhau để kích động kêu gọi người dân xuống đường biểu tình chống nhà nước. Thưa các bạn, sự việc Huỳnh Minh Tâm và Huỳnh Thị Tố Nga bị đem ra xét xử Blog Trà Làng đã có bài viết từ ngày 3 tháng 3 năm 2019 với tiêu đề Vì sao hai anh em Huỳnh Minh Tâm và Huỳnh Thị Tố Nga bị bắt? Kênh Thanh Tâm Online xin gửi tới bạn đọc nội dung bài viết này. Liên tục những ngày qua, những thông tin về hai anh em Huỳnh Minh Tâm và Huỳnh Thị Tố Nga bị bắt do có các hành vi sử dụng mạng xã hội để kêu gọi lật đổ chế độ đã được các trang mạng phản động đưa tin với mục đích kêu gọi quốc tế can thiệp, gây sức ép với chính quyền. Tuần tin phản động có tên Người Bảo vệ Nhân quyền viết Ngày 28 tháng 1, một số kẻ mặc thường phục đã đến bệnh viện Nguyễn Tri Phương ở thành phố Hồ Chí Minh và bắt giữ kỹ thuật viên Huỳnh Thị Tố Nga, một bà mẹ đơn thân với hai con nhỏ Vụ bắt giữ này được cho là có liên quan đến những bài viết về dân chủ và nhân quyền trên hai tài khoản Facebook, Diệu Hằng và Celera Zen. Gia đình và bạn bè của cô vẫn không biết tình trạng của cô ra sao. Hai ngày trước đó, cảnh sát đã bắt giữ ông Huỳnh Minh Tâm, người có tài khoản Facebook Huỳnh Trí Tâm. Hiện vẫn chưa rõ ông bị cáo buộc gì, và gia đình không được thấy lệnh bắt giữ cho dù cảnh sát có đến nhà khám nhà riêng của ông một trang mạng phản động khác có tên Người Đà Lạt Xưa đã viết thông báo cập nhật về tình Facebooker Selena Zen Diệu Hằng. Facebooker Selena Zen tức Diệu Hằng, tên thật là Huỳnh Thị Tố Nga, 36 tuổi, làm việc trong khoa xét nghiệm, khu giải phẫu bệnh, bệnh viện Nguyễn Tri Phương, đã bị bắt tại nơi làm việc trong khoa xét nghiệm, khu giải phẫu bệnh, bệnh viện Nguyễn Tri Phương, quận 5 Sài Gòn khoảng 3 giờ 47 phút chiều ngày 28 tháng 1 năm 2019. Theo bài viết, cô Tố Nga chính thức là em ruột của Facebooker Huỳnh Trí Tâm, tức nhà hoạt động Huỳnh Minh Tâm, là người bị công an tỉnh Đồng Nai bắt khoảng 8 giờ sáng ngày 26 tháng 1 năm 2019. Thông qua Facebooker Selena Zen, cô Nga đã viết nhiều bài có giá trị với chủ đề kinh tế, chính trị và nhân văn. Cách đây hơn 8 tháng, một thân nhân đã cảnh báo cô hãy ngừng viết những bài viết kêu gọi dân chủ và nhân quyền vì rủi ro cho bản thân và gia đình. Từ một nguồn tin thân cận cho hay, trong hai ngày 26 và 28 tháng 1 năm 2019, hai anh em ruột là Huỳnh Minh Tâm và Huỳnh Thị Tố Nga đã lần lượt bị bắt để điều tra về các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của họ. Trước đó, ngày 1 tháng 1 năm 2019, một nhóm chống đối sống quanh khu vực thành phố Hồ Chí Minh đã phát tán cương lĩnh chính trị 2019, còn gọi là chính nhân cương lĩnh. Trong đó, họ kêu gọi lật đổ chế độ chính trị hiện nay của Việt Nam. Nhóm này có thể bao gồm 5 nick Facebook thường tác, xe bài của nhau là Lý Đông Nhân, Huỳnh Trí Tâm, tức Huỳnh Minh Tâm, Selena Zen, tức Huỳnh Thị Tố Nga, Người Đà Lạt xưa và anh Hai Thanh, trong bản cương lĩnh có màu sắc mê tín này, họ trích dẫn những tư tưởng của Thái Dịch Lý Đông A, Nguyễn Hữu Thanh, một nhân vật nửa chính trị, nửa tôn giáo từng sáng lập đảng chống cộng mang tên Trường Việt Duy Tân Đảng trước năm 1945. Ngày 23 tháng 1, ngày 23 tháng 1, nhóm này tiếp tục tán phát bản thông điệp hoạch định hành động, trong đó hướng dẫn các cảm tình viên lập từng nhóm không quá 10 người để hoạt động nhằm lật đổ chế độ. Khi cần, những nhóm nhỏ này sẽ phối hợp với nhau để thực hiện các chiến dịch lớn. 8 giờ sáng ngày 26 tháng 1, 8 giờ sáng ngày 26 tháng 1, Huỳnh Minh Tâm bị bắt và khám nhà. Tin này được Huỳnh Thị Tố Nga đưa trên Facebook lúc 18 giờ ngày hôm sau. Đến 15 giờ ngày 28 tháng 1, đến lượt Huỳnh Thị Tố Nga mất tích. Tin này được anh Hai Thanh và người Đà Lạt xưa đưa lên Facebook. Ngày 5 tháng 2, người Đà Lạt xưa kêu gọi giới chống đối quan tâm đến 6 gương mặt bị bắt hoặc mất tích trong dịp Tết nguyên đán là Huỳnh Minh Tâm, Huỳnh Thị Tố Nga, Trần Văn Quyền, Dương Thị Lanh, Trần Ngọc Phúc, Trương Duy Nhất. Người viết tuyên bố rằng 6 gương mặt trên bị bắt chỉ vì tiếng nói theo lương tâm và tấm lòng yêu quê hương đất nước của họ. Ngoài ra, người viết cũng kêu gọi hướng về 129 tù nhân lương tâm bị bắt hoặc kết án trong năm 2019. Thực tế là Huỳnh Minh Tâm và Huỳnh Thị Tố Nga tham gia nhóm chính nhân cương lĩnh. Họ có dấu hiệu phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, quy định tại Điều 109 Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Vì vậy, Tâm bị bắt theo đúng luật, chứ không phải là bị bắt chỉ vì tiếng nói theo lương tâm và tấm lòng yêu quê hương đất nước. Phần lớn những đối tượng bị bắt vì có hoạt động bạo động chống nhà nước chứ không phải là tù nhân lương tâm như nhóm Đà Lạt xưa viết. Hãy xem những ảnh chụp màn hình dưới đây để thấy những người bị bắt không hề ôn hòa. Bất kể ai đọc Facebook của Nga và đồng đảng đều có thể nhận thấy họ không giấu động cơ và kế hoạch lật đổ nhà nước, tức có dấu hiệu vi phạm điều 109 Bộ luật hình sự 2015.